Chào tất cả các bạn, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video là mình sẽ làm sao mình sẽ cuốn cái tóc thành cái lọn nha mọi người. Thì bây giờ cái tóc mình đang thẳng. Theo sự yêu cầu của mấy chị em phụ nữ, cái video đợt trước á, cái clip đợt trước á thì mình cuốn tóc nó lọn lọn, thì theo sự yêu cầu của mấy chị em phụ nữ có nói là mình cuốn tóc đó bằng cách nào, thì dạy cho mấy chị em phụ nữ biết cái cách cuốn tóc. Cho nên hôm nay thì mình làm một cái clip là mình cho các bạn biết cái cách cuốn tóc như thế nào. Thì cái cây này là mình làm thẳng cũng được, rồi xong rồi mình cuốn thành lọn cũng được. Thì bây giờ cái cây này nó đang nóng thì mình sẽ dạy các bạn làm sao cái cách cuốn tóc để cho cái tóc mình thành cái lọn nha. Ok các bạn, xem cái cách mình cuốn thử nha. Đó thì đầu tiên mình chỉ bóc lên khoảng chừng một ít tóc thôi mọi người. Mình đừng có bóc nhiều. Đó, mình bóc chừng nhiêu thôi. Đó, xong rồi mình cuốn á, là mình cuốn nó ngược ra chứ mình đừng cuốn ngược vô. Đó, mình kéo nó ngược ra rồi mình kéo đi thẳng xuống. Đó là nó thành lọn rồi mọi người. Đó, mình kéo đi thẳng xuống là nó thành một cái lọn tóc nó ra như vậy đó. Xong thì mình sẽ bắt tiếp tục một cái nhúm nữa, từng ít ít thôi mọi người, tại vì nhiều quá thì nó không có đủ nóng để nó thành một cái lọn đó mọi người. Đó, mình kéo ra nha, mình không có kéo vô. Đó, mình kéo ra và mình đi thẳng xuống. Đó, kéo ra đi thẳng xuống thì nó co lại thành một cái lọn. Đó, bây giờ được hai lọn. Rồi mình kéo tiếp tục nữa nè mọi người. Đó, mình cứ tiếp tiếp tục mình bắt một nhúm cho vừa thôi, rồi xong rồi mình kẹp vô, rồi mình cứ kéo ngược ra và mình đi thẳng xuống. Mình đi thẳng xuống như vậy. Đó, ngược ra rồi mình cái tay mình cho nó đi thẳng xéo xuống như vậy. Đó. Thế mọi người, nó thành một cái lọn rất là tròn dễ thương ha. Đó, thì bây giờ cái này nhiều rồi, xong rồi mình lấy cái này mình kẹp đỡ lên đây đi, để cho nó chống cái tóc này, mình dễ kẹp á, mình dễ kéo á mọi người. Đó, mình kẹp cái nhúm tóc đã kéo rồi mình kẹp nó lên nha. Rồi mình bắt tiếp tục nè. Đó. Đó, tiếp tục mình cứ kéo ngược nó ra. Mình cứ kéo ngược nó ra và mình đi thẳng xuống. Đó, kéo ngược ra và mình kéo thẳng xuống chứ mình không có kéo úp vô nha. Đó. Mình kéo ngược ra, tại vì bây giờ cái style của nó là ngược, mình kéo ngược ra cái lọn nó úp ngược ra nó sẽ đẹp hơn cái lọn úp ngược vô. Đó, nhìn nó có cái kiểu hơn. Đó, chứ hồi trước thì mình cũng kéo úp vô. Xong thì mình thấy mấy người bạn á, kéo ngược ra nó đẹp hơn, cho nên á, mình kéo ngược ra. Thì một chút xíu nữa á, mình sẽ xong rồi hết á, mình sẽ lấy tay mình đánh đều ra hết, thì cái lọn tóc nó nhìn nó rất là tự nhiên, rất là đẹp. Đó, mình cứ tiếp tục nè mọi người. Đó, tiếp tục. Đó, cứ tiếp tục đi ngược ra. Đi ngược ra và kéo thẳng xuống như thế này. Đó, nó co lại nè, thấy không? Đó, coi lại rất là dễ thương luôn ha. Rất là dễ thương. Rồi tiếp tục. Đó, bây giờ bên đây mình còn có nhúm nữa thôi. Còn có nhúm nữa thôi mọi người. Cứ đi ngược ra và kéo kéo thẳng xuống, đi ngược ra và kéo thẳng xuống đó. Rồi xong. Đó, mình sẽ xả bên đây ra. Đó, chút nữa hai bên nó xong hết thì mình sẽ sửa lại cho nó đều, nó rất là đẹp mọi người. Đó, một bên nó đã thành lọn hết rồi nè mọi người. Đó, rất là dễ thương ha. Rồi tiếp tục mình làm bên đây nha. Mình cũng đi ngược nó ra. Đó, cái tóc suông thì thấy nó dài hơn, mình kéo lọn á thì nó giật lên thấy nó ngắn hơn. Nhưng mà mình lâu lâu mình vẫn thích kéo cái tóc lọn như thế này, nhìn nó lạ lạ mọi người. Nhìn nó lạ lạ, thấy nó mình thích. Đó, bên đây cũng vậy mọi người. Thì mình cứ kéo ngược nó ra vậy nè.
Đó, kéo ngược nè mọi người. Đó. Kéo ngược và kéo xuống. Đó. Thấy không? Nó có loạn liền thấy không? Đó. Đó, cái loạn tóc nó quểnh ra rất là, nhìn thấy nó rất là tây. Hồi trước mình kéo úp vô mình thấy nó cũ rồi, nhìn thấy nó không có lạ. Bây giờ mình kéo ngược ra mình thấy nó lạ, rất là hay, mình thích. Đó, tiếp tục. Đó mọi người, nó săn nhiều dễ sợ không? Đó. Mọi người chỉ cần dùng cái cây mình kẹp thẳng tóc là mình làm được rồi, không cần phải mua cái cây cuốn tóc nha. Đó, cái cây kẹp thẳng mình cũng vẫn làm được cái lọn tóc. Không cần phải mua cái cây cuốn tóc cho nó phiền. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ gấp cái phần này lên nữa để mình tiếp tục mình làm lọn. Đó, mọi người nhớ lúc nào cũng bẻ ngược nó ra nha. Đó, bẻ ngược nó ra như thế này. Bẻ ngược nó ra và mình cuốn nó vô. Xong rồi mình kéo thẳng đi xuống như thế này. Đó. Đó, nó sẽ thành một cái lọn tròn luôn, dễ thương quá. Đó. Thì tiếp tục. Thôi mình cho nó lên đây đi. Bắt cho nó lên đây đi. Đó. Cuốn nó vô, kéo nó xuống. Đó, rất là dễ ha mọi người. Đó, rất là dễ luôn, không có khó chút nào luôn. Cái này thật ra rất là dễ, mấy chị em phụ nữ mình thì ai cũng thích làm đẹp phải không? Đó, nhưng mà cái này rất là đơn giản, rất là dễ, nó không có khó tí nào hết. Đó, mấy chị em tóc dài á, cái thỉnh thoảng mà mình đi tiệc hay là đi ăn đám cưới hay là đi tiệc gì đó thì mình có thể mình tự làm tóc cho mình khỏi cần phải đi ra tiệm đó, tại vì nó rất là đơn giản luôn, mình tự làm tóc cho mình để mình đi tiệc luôn, khỏi cần phải đi ra tiệm đó. Đó, còn chút xíu nữa thôi, rất là dễ mà nhanh nữa mọi người. Rất là dễ luôn á. Cái này, yeah, đó, xong. Xong rồi thì bây giờ thôi. Đó, bây giờ xong hết nè mọi người. Thì mình xả nó ra. Đó, mình xả nó ra và mình sẽ sửa lại cho nó đều. Đó, mình sẽ sửa cái tóc nó lại cho nó đều thôi. Nếu mà mình muốn cho cái lọn nó bự thì mình có thể mình bung nó ra hết, rồi mình bắt lại cái lọn khác nó bự cũng được. Còn không á, thì mình thích xài cái lọn như gì thì mình để như gì cũng được. Đó, còn mình muốn bung nó hết ra thì mình dùng cái ngón tay nào mình sẽ bung mấy cái lọn nó đều ra hết đó mọi người. Đó. Mình sẽ dùng ngón tay mình bung nó. Đó. Nó bung ra thì giống như như cái tóc của mình đi uống nó tự nhiên đó mọi người. Đó, nhìn rất là tây ha mọi người, thấy không? Mà cái cách cuốn nó rất là đơn giản nữa, nó easy luôn. Thì mấy chị em phụ nữ mình á, nếu mà có cái cách nào mà cuốn nó hay hơn thì mấy chị em chỉ cho mình để mình học thêm là cái cách cuốn cuốn tóc khác, thêm cái kiểu nữa nha. Tại vì mình cũng rất là thích làm đẹp, thì mình chỉ có cuốn được cái kiểu này thì mình chia sẻ cho mấy chị em phụ nữ biết. Dạ, thì nếu mấy chị em phụ nữ mình á có cái cách nào mà làm nó đẹp hơn nữa thì chỉ cho mình biết, góp ý cho mình biết chứ. Đó, thì mình chỉ có đơn giản là mình chỉ có dùng cái cây kẹp tóc cho thẳng. Đó, cây kẹp tóc này mình có thể kẹp thẳng tóc cũng được, và mình thích cuốn tóc thành cái lọn thì mình cũng có thể dùng bằng cái cây này được luôn nha mọi người. Đó, nó rất đơn giản. Thì cái cây này mình mua ở Tha Gẹt thôi. Cái cây này mình nhớ mình mua chắc khoảng 70 đồng á.
Mình mua cái này khoảng 70 đồng. Thì thật ra cái cây này á, mình cũng không cần mua mắc tiền đâu. Tại vì mình chỉ cần có cái loại cây 20 đồng, 25, 30 đồng mình cũng có thể xài được rồi. Đó, mình không cần mua cho mắc tiền. Thì ở Việt Nam cái này thì cũng rẻ. Nếu ở Việt Nam thì cái này cũng 300-400 ngàn một cây thôi. Thì khoảng 20 đồng cũng có một cây tốt, phải không mọi người? Bên Việt Nam thì nếu bên Việt Nam chị em phụ nữ muốn xài tóc lọn thì mấy chị em cũng có thể dùng cây này ha, và muốn xài tóc thẳng thì cũng có thể dùng cây này đó. Thì mình chỉ có được cái cách này mình chia sẻ với chị em đó, thì mong chị em phụ nữ mình có cái cách làm đẹp nào thì góp ý chia sẻ cho mình học theo với đó, tại vì mình rất là thích làm đẹp nha mọi người. Đó. Thì lần sau thì cũng có mấy chị em phụ nữ cũng có yêu cầu, nhưng mà cái video mình làm cái clip make up thì mình chưa có làm. Thì mấy chị em phụ nữ cũng có yêu cầu trong cái video đợt trước, thì nói thấy mình cũng ưa make up, thích gắn cái lông nheo nhưng mà không có biết làm sao gắn cho nó dễ gắn. Thì video tới nếu như mình rảnh, mình có thời gian, mình sẽ dạy mấy chị em cái cách gắn lông nheo sao cho nó dễ. Thì cái này mình góp ý, mình gợi ý cho mấy chị em gắn sao cho dễ thôi. Còn mấy chị em nào biết cái cách make up rồi thì biết cái nào tốt hơn thì góp ý lại cho mình. Thì chị em phụ nữ thì cùng thích làm đẹp với nhau góp ý cho nhau. Ok, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ủng hộ em lâu nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh, nhớ bấm like giùm. Thank you. Bye bye.